xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tài chính và kinh doanh, bản tin ngày 3 tháng 10. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nổi bật về thị trường tài chính trong nước và thế giới ngay sau đây. Tìm hiểu thêm thông tin tại website afa.edu.vn. Trải nghiệm mới cùng Topi. Topi, ứng dụng quản lý tài chính cá nhân hiệu quả và đầu tư đa lớp tài sản hàng đầu Việt Nam. Tải app ngay hôm nay hoặc truy cập website topi.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Lạm phát PCE hàng năm của Mỹ tăng lên 4,9% vào tháng 8 so với mức 4,7% như dự kiến. S&P Global cho biết, chỉ số nhà quản trị mua hàng của Eurozone tháng này đã giảm xuống còn 48,2 điểm, mức thấp nhất trong 20 tháng. Chỉ số dưới 50 đồng nghĩa với sự sụt giảm. Từ kết quả này, dựa trên khảo sát của các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ, S&P Global cho rằng suy thoái kinh tế ở châu Âu ngày càng sâu sắc và có khả năng tệ hơn trong những tháng tới. Suy thoái khu vực đồng euro đang hiện diện khi các công ty báo cáo điều kiện kinh doanh ngày càng tồi tệ và áp lực giá cao hơn do chi phí năng lượng tăng cao. Williamson, nhà kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence nhận định, doanh số bán lẻ ở khu vực châu Âu giảm trong những tuần gần đây do tâm lý người tiêu dùng xuống mức thấp kỷ lục từ năm 1985. Sản lượng công nghiệp giảm 2,4% trong tháng 7 do chi phí năng lượng bóp nghẹt các nhà sản xuất. Chứng khoán Mỹ bán tháo trở lại, Dow Jones rớt 458 điểm, S&P 500 về gần mức trước đại dịch. Chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức dưới 29.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2020. Chỉ số chốt phiên ở mức giảm 500,1 điểm, tương đương giảm 1,71%, còn 28.725,51 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,51%, còn 10.575,62 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 1,51%, chốt ở 3.585,62 điểm, ghi nhận tháng giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Phiên này là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9 và của quý 3. Tính cả tháng 9, Dow Jones tụt 8,8%, S&P 500 trượt 9,3% và Nasdaq bốc hơi 10,5%. Đây là một môi trường rất khó đối với cả cổ phiếu và trái phiếu, nhưng nằm trong dự liệu trước của chúng tôi vì chúng tôi tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên mức cao hơn trong thời gian lâu hơn. Giờ đây, thị trường đang nhận ra điều này, trưởng quản lý danh mục của công ty đầu tư Horizon Investment nhận định. Về phần kinh tế Việt Nam, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm ước đạt 58,7% kế hoạch. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tính giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước đến ngày 30 tháng 9 đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Cùng kỳ năm 2021 đạt 47,38%. Tuy nhiên, số tuyệt đối giải ngân năm nay cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 34.597,2 tỷ đồng, tăng khoảng 16%. Đặc biệt, trong 9 tháng, có 2 cơ quan trung ương và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, 14 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch Thủ tướng giao. Tại phiên họp Chính phủ tháng 9 năm nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định, tiến độ giải ngân tháng 9 có chuyển biến tích cực, cho thấy hoạt động của 6 tổ công tác bước đầu phát huy hiệu quả. Trong vòng 1 tháng, tiến độ giải ngân tháng 9 đạt 40.920,84 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với mức giải ngân bình quân 1 tháng trong 8 tháng đầu năm là 26.528,41 tỷ đồng, Bộ trưởng dẫn chứng. Mời quý vị cùng theo dõi bức tranh tổng thể về kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm nay. Tăng trưởng GDP quý 3 năm nay ước tính đạt 13,67% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể so với mức dự báo tăng trưởng 10-11% được các chuyên gia dự báo trước đó. Sáng ngày 29 tháng 9, Tổng cục Thống kê đã họp báo công bố số liệu kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm nay. Theo đó, tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2022 của nước ta được nhận định khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý 3 năm nay tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt so với nền thấp cùng kỳ năm trước. Nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 xảy ra như công nghiệp chế biến, chế tạo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu hàng hóa. Từ đó, tổng sản phẩm trong nước quý 3 năm nay ước tính tăng khá cao, ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước. GDP 9 tháng năm nay tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp những thông tin về thị trường ngoại hối và thị trường tiền tệ. Tỷ giá trung tâm đô la Mỹ Việt Nam đồng tăng 181 đồng, tương đương 0,78% trong tháng.
từ 23.219 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ lên 23.240 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Tỷ giá ngân hàng thương mại được giao dịch ở mức 23.700 đến 24.010 Việt Nam đồng, tăng 1,76% so với tháng trước đó. Tỷ giá trên thị trường tự do tăng 0,42% trong tháng, hiện đang giao dịch ở mức 24.100 đến 24.200, thu hẹp khoảng cách so với thị trường niêm yết. Trong tháng 9, lãi suất Việt Nam đồng kỳ hạn qua đêm tăng mạnh, vào đầu tháng lên mức 6,88% và giảm dần về cuối tháng. Cuối tháng 9, lãi suất Việt Nam đồng kỳ hạn qua đêm duy trì ở mức cao 4,98%, tăng 56 điểm cơ bản so với tháng trước, tạo một khoảng cách khá an toàn so với lãi suất đô la Mỹ. Lãi suất OMO tăng 140 điểm cơ bản lên 5,9% cho kỳ hạn 7 ngày. Ngân hàng nhà nước đã hút dòng 44.780,7 nghìn tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các quyết định điều chỉnh một số mức lãi suất. Cụ thể, quy định các mức lãi suất như sau: lãi suất tái cấp vốn 5% trên một năm, lãi suất tái chiết khấu 3,5% trên một năm. HTI ước tính lãi trước thuế 9 tháng gấp 3,3 lần so với mức nền thấp của cùng kỳ năm 2021. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng IDICO vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 3 với tổng doanh thu 104,8 tỷ đồng, gấp 5,6 lần so với mức nền thấp của cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lớn doanh thu của đơn vị này đến từ mảng thu phí giao thông, mảng kinh doanh chính của công ty. Kết quả, doanh nghiệp đã thu về 17,2 tỷ đồng lãi trước thuế, trong khi cùng kỳ lỗ 16,4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu của HTI đạt 309,8 tỷ đồng, lãi trước thuế 51,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 37,8% và gấp 3,3 lần so với thực hiện 9 tháng năm 2021. Như vậy, công ty đã hoàn thành 79,8% kế hoạch doanh thu và 75,8% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Với những kết quả đã đạt được trong quý 3, doanh nghiệp cũng đã lên kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4. Trong đó, công ty phấn đấu đạt 99,5 tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế 17 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,7% và 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu như có thể hoàn thành mục tiêu đề ra, hạ tầng IDICO có thể vượt kế hoạch năm. PV Power tăng vốn cho công ty năng lượng tái tạo. PV Power công bố nghị quyết hội đồng quản trị chấp thuận tăng vốn cho công ty cổ phần năng lượng tái tạo điện lực dầu khí từ 60 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng, trên nguyên tắc không làm tăng tỷ lệ vốn góp của tổng công ty. Cụ thể, công ty sẽ góp 107 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ sở hữu 51% tại công ty năng lượng tái tạo điện lực dầu khí, trong đó năm 2022 góp 64,26 tỷ đồng, năm 2023 góp 42,84 tỷ đồng. PV Power thành lập công ty năng lượng tái tạo điện lực dầu khí vào năm 2020 với vốn ban đầu 60 tỷ đồng. Đây là tiền đề để tổng công ty tiến tới trở thành một nhà sản xuất điện năng thân thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch điện 8. FPT sản xuất thành công chip vi mạch ứng dụng trong sản phẩm Internet vạn vật cho lĩnh vực y tế. FPT Semiconductor, công ty thiết kế và sản xuất chip vi mạch, vừa chính thức ra mắt dòng chip vi mạch đầu tiên ứng dụng trong sản phẩm Internet vạn vật cho lĩnh vực y tế. Dòng chip bán dẫn tích hợp được các kỹ sư FPT trực tiếp thiết kế và đặt ra cấu trúc, hướng đến phục vụ cho ngành công nghiệp. Thiết kế hoàn thiện tại Việt Nam được chuyển tới nhà máy tại Hàn Quốc để sản xuất và đóng gói. Không chỉ đưa sản phẩm đến thị trường nước ngoài, FPT Semiconductor định hướng tập trung triển khai, cung cấp chip Việt Nam đến các tập đoàn trong nước nhằm phát triển bền vững và góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng sản xuất thiết bị cho người tiêu dùng tại Việt Nam trong giai đoạn 2023-2025. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp những thông tin về hiệu suất các lớp tài sản và hiệu suất các danh mục đầu tư. Hiệu suất lớp tài sản vàng, cổ phiếu giảm so với tuần trước, trong đó tài sản vàng giảm 1,89%, lớp tài sản cổ phiếu giảm 11,88%. Hiệu suất lớp tài sản tiền gửi và trái phiếu vẫn giữ được mức tăng ổn định, lần lượt là 0,55% và 0,74%. Danh mục đầu tư an toàn vẫn duy trì được ở mức tăng nhẹ, với mức tăng 0,5%. Các danh mục khác đều có sự sụt giảm trong tuần, cụ thể là danh mục thận trọng giảm 0,65%, danh mục thận trọng vừa phải giảm 1,75%, danh mục cân bằng giảm 4,24%, danh mục tăng trưởng giảm 5,89%, danh mục tăng trưởng mạnh giảm 8,03%. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với bản tin chứng khoán. Phiên giao dịch ngày hôm nay có lẽ là phiên giao dịch sóng gió đối với các chứng sĩ, khi mà ngay từ đầu phiên thị trường đã chìm trong sắc đỏ, các chỉ số đồng loạt quay đầu giảm mạnh. Chỉ số tâm lý thị trường Topi hôm nay trong phiên trước ở mốc 42, sợ hãi, trong khi phiên tuần trước ở mốc 40. Toàn sàn có 393 mã giảm, 37 mã đi ngang và 53 mã tăng.
cổ phiếu nhóm ngân hàng ảnh hưởng xấu nhất lên thị trường. Hàng loạt cổ phiếu giảm sàn có nhiều đại diện đến từ các nhóm cổ phiếu vua như TCB, CTG, BID hay STB. Kết thúc phiên, VN Index đóng cửa mốc 1.086,44 điểm, giảm 45,67 điểm. Toàn sàn có 449 mã giảm, 43 mã tăng và 34 mã đứng giá. Đối với HN Index, đóng cửa mốc 271,86 điểm, giảm 12,08 điểm. Toàn sàn có 169 mã giảm, 42 mã tăng và 29 mã đứng giá. Phiên giao dịch ngày hôm nay, các mã cổ phiếu có tác động tích cực lên thị trường. Nổi bật có VIC, PGV hay PDN. Ở chiều ngược lại, như mã cổ phiếu có tác động tiêu cực lên thị trường, phải kể đến VCB, BID hay HPG. Phiên giao dịch ngày hôm nay, thanh khoản của thị trường duy trì ở mức thấp. Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 552,35 tỷ đồng. Trên sàn HN Index, khối ngoại mua ròng 12,95 tỷ đồng. Với bức tranh thị trường vàng, các vàng vẫn duy trì ở mức cao. Sự chênh lệch giữa giá vàng SJC so với giá vàng thế giới quy đổi ở mốc 16,97 triệu đồng trên một lượng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.